Đúng 0 giờ hôm nay ngày 29 tháng 9, các cửa hàng điện thoại di động đã đồng loạt giao iPhone 15 Series cho người dùng Việt Nam. Các hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động Việt, Minh Tuấn Mobile, FPT Shop đều tấp nập khách hàng. Trong giai đoạn mở bán, Thế Giới Di Động và Top Zone giảm 1 triệu đồng hoặc trả góp 0% cho khách mua iPhone 15 Series, giảm đến 50% khi mua iPad, giảm đến 15% khi mua Apple Watch. Minh Tuấn Mobile tổ chức sự kiện mở bán giao hàng iPhone 15 Series chính hãng tại Petro Vietnam Tower, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho hơn 500 khách hàng đã đặt trước. Những khách hàng nhận máy trực tiếp tại đây là những người đầu tiên sở hữu iPhone 15 Series VNA tại Việt Nam. Tại Minh Tuấn Mobile, iPhone 15 có giá bán chính thức từ 22,49 triệu đồng, iPhone 15 Plus từ 24,99 triệu đồng, iPhone 15 Pro từ 28,99 triệu đồng và iPhone 15 Pro Max từ 34,99 triệu đồng. Trong khi đó, Di Động Việt dự kiến trả gần 1.000 máy iPhone 15 Series cho khách hàng đã đặt cọc và có nhu cầu mua ngay tại cửa hàng và trên cả nền tảng TikTok Shop ngay giữa đêm. FPT Shop và App Studio by FPT cũng nhanh chóng giao 4.031 chiếc iPhone chính hãng sớm nhất trong đêm đến khách hàng trên toàn quốc, đồng thời livestream trên TikTok FPT Shop Official. Khách hàng được giảm đến 6 triệu đồng, giá iPhone chỉ còn từ 17 triệu 600 ngàn đồng.